Chào buổi sáng mọi người nha. Bây giờ là 3 giờ sáng. Hôm nay mấy anh chuẩn bị đi, câu cá đủ béo. Cho nên đi sớm. 3 giờ sáng thì chạy xuống dưới đó khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đi xuống dưới đó chắc cỡ 6 giờ rưỡi, 7 giờ. Bây giờ đang đợi chiếc tới rước. Chuẩn bị quá trời, bữa nay đem xuồng đi ra câu nha. Ok, chút nữa đi quay phim cho anh em xem ha. Đây nha bà con, lái xe 2 tiếng đồng hồ, bây giờ sắp sửa tới chỗ đi câu cá. Câu cá đồ béo đây. Đây là đường đi vô. Câu cá đồ béo ở chỗ cái công viên của tiểu bang. Bây giờ tới chỗ rồi nha bà con. Đây là cái chỗ mình mua cái ticket 10 đồng một ngày. À, 10 đồng. 10 đồng một ngày. Thường thường ban đêm thì không có ai, nhưng mà mình phải tự giác nha, chứ mình tại vì ok, bây giờ chuẩn bị xuống tàu nha. Ê, anh Vũ, anh Trương, anh Dũng, anh Lót với Tracy. Cái này á, biết sao bay á, còn đang ở đây nhưng mà đang câu cá chắc không bay, không cho bay đâu. À. Đây nha anh em, hôm nay mấy anh em đi câu cá đây. Đây có sư phụ kìa. Sư phụ, sư phụ, dạ. Say hello coi. Đưa cá lên đi. Đây hỏi câu cá của anh nha. Đây, anh Lót. Có Johnny không chịu ra ngoài câu. We'll be right back.
Rồi. Mấy người này đầy thùng mà đi về nha. Đầy thùng đi về á. Không biết có đầy thùng không mà đi cái bao rác nữa. Thêm bao rác luôn à. Có nhiều cá bệnh chào. Cầm bắt hết rồi. Ok bye anh. Thấy đâu. Sư phụ dở sư phụ. Đây, mấy người này đi câu hồi tối. Rồi, dở lên ơi. Dở lên ơi, coi xem mấy sư phụ rồi đi về nè. Cá cũng nhỏ nhỏ nhưng mà ok. Mấy nước cặn luôn. Rồi, ok, thank you. Cái tàu tàu nó cứ quay vòng. Rồi giờ quay nha. Nãy giờ canh đang canh cho dưỡng dính cá mà nó không như. Đây chú xin dính rồi nè. Trời ơi cá bự nhét sao. Quá trời cá bự. Cái này đầu mùa nha các bạn. Đầu mùa thì cá hơi nhỏ. Nhưng mà chủ yếu đi câu là vui thôi. Có cá nhỏ thì về bắt ra. Cá nhỏ cũng bắt luôn. Là cái nhỏ lấy hết. Nhưng mà nhỏ quá không có bắt nha. Đây. Đó, đây anh lót cá giờ ăn cũng good á. Đó. Cá này giờ chiên giòn là hết sảy luôn. Đây dưỡng dính rồi nè, dưỡng dính rồi nè. Dính rồi.
Đây, hai con đây. Có tăng rồi. Hai con. Đây, anh Vũ đây, con Vũ. Ba con nặng quá. Ô, ba con. Đá đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Đây nha bà con, cái này bây giờ cá thì hơi nhỏ. Có thể tháng sau, rồi tháng 8. Tháng 8 cá bắt đầu nó lớn lên. Yeah, ai muốn đi câu thì alo nha. Rồi thử. Nước bơi. Quê em cho đây á. Ơi, are you okay? Ok, Johnny đã xuống bắt cá, câu cá không có, nên là nhảy xuống bắt luôn. Nằm cơ sàng cho nó. Ok bà con, bên này dính được tôm tích nè. Tôm tích nha. Tôm tích, tôm tích, tôm tích. Đây được có nửa khu lờ thôi nhưng mà cá còn nhỏ. Đây anh Vũ cũng được đầy khu lờ, thì có Tracy với anh Lót là hai khu lờ kìa. Oh man, hai khu lờ luôn, ba khu lờ. Rồi, bây giờ mấy anh em kéo tàu vô đi về. Mệt quá. Câu thì sướng thì nên dập tàu mệt quá. Sáng sớm vậy. Rồi, đẩy đi. Before, đẩy quay. Before and after mệt.
Anh nhổng cái đầu lên chút á, dễ đi không? Thôi nãy đi. Mình kỳ dân mình. Trời ơi. Mấy cái nó lọc đằng sau hết rồi. Nó nặng chết luôn, nãy kéo tử không đi luôn. Đây đã vậy là được nè. Đây nha, đây là kéo tàu vô nha. Mốt đẩy ngang vậy bằng vậy nè, kéo nó dễ nè. Bê lên nó đi, nó đi nhẹ quá trời luôn. Ô này, hộp mặt. Không, trên đầu anh cũng đỡ nhẹ rồi anh cái này đúng rồi. Cái này mình còn nó bắn ra đi coi. Rồi bà con. Ok bà con. Bây giờ là lên xe trên đường đi về nhà nha. Rồi 2 tiếng rưỡi hẹn gặp lại video tới tiếp. Hôm nay cá cũng ăn nhưng mà cũng không ăn mạnh dữ. Tại đầu mùa cá cũng nhỏ nên là thôi câu đủ ăn thôi. Mai mốt giờ cá lớn rồi mới câu được gì câu nhiều. Yeah. Rồi xin chào nha. Hẹn gặp lại lần sau. Thank you for watching guys. Bye bye.